Hello mọi người, hôm nay em có trò để đố mọi người nè, là em có một cái cây sắt, thì không biết mọi người làm cách nào để cho nó đứng trên mặt bàn được không? Đứng thẳng trên mặt bàn luôn. Hả? Đúng rồi. Anh thử đi anh. Có cần một cục? Có cho xài được cục? Chắc cũng được á. Nhưng mà chắc anh không thử đi. Anh lại chơi nhét vô kia đó. Không chơi nhét kia bàn. Đứng thẳng ở khi chắc đầu kính đứng vô đó. Anh có. Nó cũng nghiêng qua bên. Cũng nghiêng qua bên. À, con bị thử là ok. Anh bố em xíu nha. Đây bây giờ là nhảy sao mà nhảy đúng không? Làm sao nữa? Bài bài này đúng không? Rồi. Em xin biết. Được nha. Được lên. Còn tại sao? Cái tức này à? Nên nó rất đỉnh đúng, cái mặt trên đế của nó rất là nhỏ thì không thể nào là dựng đứng lên để cho cái tâm khối lượng nó nằm trong mặt trên đế được. Nên là mình phải chơi cái trò như vậy, tức là dùng cái hỗ trợ của khúc bên 500 để cho nó khiến cho cây này nó đứng thẳng lên. Thì lúc này cái trọng tâm nó lúc này nó cũng sẽ nằm ngay trên mặt trên đế đó, thì nó sẽ không nằm dưới tầm này được. Wow. Cảm ơn mọi người đã xem CDK Education nha.